hôm nay sinh nhật 69 tuổi của mẹ gà Mộng Thúy, được ba gà con dẫn đi ăn. Ăn món gì đây? Rum steak của Rolly, Rolly Hughes đó, Rolly của Early Cone. Ngon ơi là ngon. Mỗi đứa một món. Đình Sĩ chọn món gì đó con? Cảm ơn Đình Sĩ, cảm ơn con gà con Lâm Huyền đã tới đây với lại mẹ gà Mộng Thúy nha. Con mời mẹ nha mẹ. Không, để mẹ mời tụi con, không chuyện sao vậy? Ngồi đúng đằng sau cái placard của taxi New York. Và đây, mẹ gà Mộng Thúy. Lâm Huyền có thấy mẹ gà Mộng Thúy không? Xin chào các con. Ở một cùng mẹ tí đang quay mẹ tí. Rồi, chào nha. Sinh nhật 69 tuổi, vui vui vui. Ăn ngon.